rồi, chào mừng anh em quay trở lại với cổng game Thiên Đường Trò Chơi nhà mình nha anh em ơi. Lại là boy gõ tay xỉu đây anh em ơi. Đây, hôm nay lên cho anh em là cái vốn là 10M nhá. Câu thử hôm nay vốn 10M anh em mình vào câu thử là có gọi là chốt lãi nào to to không nha anh em ơi. Đấy, hôm nay nạp vốn ít anh em mình là đánh là phải cho rực rỡ. Rồi nhẹ nhàng đi tới đầu cho mình 2M đi. Nhẹ nhàng đi cho mình tới đầu 2M xỉu đây anh em ơi. Rõ gõ cho nó gọi là rực rỡ luôn. Đấy, tiếp tục với cho mình tài 2M luôn, 3M luôn đi. Đấy, ấp lại lên luôn cho nó máu anh em ơi. Đấy, hôm nay không làm gì hết, mới mượn đứa bạn 10M đấy vào anh em mình kiếm lãi cho nó gọi là rực rỡ anh em ơi. Ui đi mẹ, 63:01 à, má cay nhờ, má đây cũng không nhận xíu luôn. Ui dồi, may quá, má nhảm tay đây nữa chết luôn đấy. Má quả 63:01 cay quá anh em ơi. Mày nắn ra 63 rồi mà vẫn ra con 1 à. Ôi tao đây làm onin luôn đi. Onin tao xíu nó luôn đi anh em ơi. Má quả 63:01 đau quá anh em ơi. Má quả 63:01 đau quá. Mẹ đang gọi tao xíu mà nào nhắn mít vậy ta. Má hơi cay rồi đấy. Mẹ đồ bố mà gọi tao xíu nhá. Đang gọi mà đi mẹ cứ nhắn hoài à. Ôi tao tiếp tục cho mình tao xỉu đi, xỉu 7M đi, ấp lại lên luôn đi. Má chưa gì vào mà em nắng đá cây 63:01 là thấy hơi quế rồi đấy anh em ơi. Má tay kia mà nhận tiền là chắc mình lỗ luôn đấy. Ôi tao có xỉu không? Có 2 này. Ủa 21 ra 24 húp anh em ơi. Đấy, lời lãi lại được là 36 ngay anh em ơi. Lời lãi được cây 36 ngay. Rồi tiếp tục về xỉu cho mình 2M đi. 2M tay xỉu tới đây nha. Má may quá gỡ lại cây 7M anh em ơi. Có lời có lãi luôn. Ui dồi ôi, cây là tài rồi. Má lỗ. Ôi không sao, vẫn đang lời là 1M 1.6 anh em ơi. Tay tiếp tục về xỉu đi. Xỉu 3M 650k anh em ơi. Về cho mình tay xỉu luôn. Up lại lên luôn cho nó rực rỡ luôn anh em ơi. Tôi đánh là phải up lại lên cho nó rực rỡ nha. Tiếp tục về cho mình tay xỉu luôn này. Xỉu 7 con xỉu nha anh em ơi. Xỉu 7 thì tại đây vẫn con xỉu. Má mà lại đặt định đặt tay bên tay này mày sợ không nhận anh em ơi. Má lại cân cửa không nhận tiền mới cay chứ. Thôi đây về xỉu cho mình là 3M luôn đi. Ôi dồi xuyên rất mẹ 4M luôn rồi. Rồi không sao anh em ơi. Nặng tay xỉu đây hấp trước đi cho nó ngon lành này. Có 1 này. Có 5, có 4 không? Ồ 1, 5, 6, 2 hấp luôn anh em ơi. Đấy, nhẹ nhàng hấp cây 36 quá, cho rực rỡ này. Đấy, tiếp tục về cho mình là tay xỉu 4M này. Có xỉu 4M hấp luôn nhá. Đấy, cho nó ngon lan luôn này. Có xỉu không đây? Có xỉu không? Ui dồi ôi, 5 à. Ủa, 54:02 à, tụi nó 54:01 chứ. Má, 54:01 là hấp rồi. Má, tụi nó nặng 24. Má vẫn tiếp tục tài 11 kìa. Má đây còn xỉu không ta? Bốn cây 3M đi. Ta này làm cây Unin về xỉu luôn. Đấy, cho nó máu luôn. Tôi đánh là phải cho nó rực rỡ nha anh em ơi. Đấy, đánh là không có ngần ngại gì hết. Chốt lại là phải cho nó rực rỡ. Đấy, tiếp tục với mình hai tay xỉu này. Hấp hai tay này là anh em mình có lời có lãi luôn cho rực rỡ luôn nha anh em ơi. Rồi, có xỉu không đây? Có xỉu không? Ôi 4 à. 43 đi à, 43:01 hấp anh em ơi. Đấy, quả 43:01 hấp này. Đấy, trông chờ cái 8M đây nữa anh em ơi. Trông chờ cái 8M đây nữa. Ăn ta này anh em mình có lời lãi luôn. Cho nó rực rỡ luôn anh em ơi. Rồi có xỉu không đây? Ôi mong ta này có xỉu nha. Mong ta này có xỉu hấp cho rực rỡ này. Ui dồi 5 à. Ui dồi 54 lại ra 2 này. Má quả 54:02 này cay thế nhờ. Má lỗ 5M luôn đấy anh em ơi. Cay thế không biết nhờ. Mẹ ba tài 3:1 luôn, 3:11 liên tục luôn này. Má 88 kép nữa đây. Mẹ về tài luôn cho rồi. Tài 5M 850k đi anh em ơi. Tiếp tục phải xem cái tài luôn đi. Antenna anh em mình gỡ lại luôn đi cho sực rỡ nhá. Có tài không đây? Có tài cho nó ngon lan luôn này.
rồi hai, ừ 24/6 hấp anh em ơi, 25/6 hấp luôn đấy. Lời lãi là được, lời lãi là được là một m một m tư anh em ơi. Đây, tiếp tục vẫn cho mình cái tài 2M đi. Má mày quá, con máy tay gỡ vớt lại chưa không thâu là chết dở luôn đấy em ơi. Thôi tài 2M có không đây? Có 6 này, có 6, ba con 6 đi hấp luôn. Có nổ hũ không? Có nổ hũ không? Có nổ hũ không? Úi dồi ôi, má tài này không nổ hũ à. Má không nổ hũ cứ hơi tiếc nhờ. Thôi tài tiếp tục với mình tài xỉu đi. Xỉu 3M đi. Làm tài này chốt lại cho rực rỡ này, chỉ tiếp tục cho mình làm 3M3 nha. Đấy, có xỉu hấp luôn cho nó ngon lành luôn anh em ơi. Rồi tay này có xỉu không đây? Có xỉu hấp cho nó ngon lành luôn nha. Rồi tay tài tiếp tài luôn, tài 5M luôn. Đấy, cho nó máu luôn anh em ơi. Đấy, làm hai tay này anh có lời có lãi nhiều người luôn, cho nó ngon lành luôn này. Sảy đi, sảy đi, sảy đi. Đấy, sảy đi. Thì 1M này thì cho mình là 442 đấy, cho nó rực rỡ luôn đấy. Anh tay này chốt lại cho rực rỡ luôn này. Có tài không đây? Có tài không? Có tài hấp cho nó ngon lành luôn nha anh em ơi. Tài 64 này, mong có tài đi. Ui rồi hai à, má 23, ui may quá, 23/6 anh em ơi. Má nặng quá, căng thẳng quá anh em ơi. Má ra 23/6 luôn, quá là rực rỡ luôn nha anh em ơi, ngon lành luôn mà nặng quá, đúng là đánh ông từ bắt giảo luôn đấy anh em ơi. 23/6 này vẫn còn tài 11 luôn, tài 11 đi rất là nhiều luôn nha anh em ơi. Đấy, quá là ngon lành luôn anh em ơi. Thôi hôm nay lời lãi là được là 12M500, quá là ok nha anh em ơi. Rút tiền nghỉ thôi đấy, chốt lãi từ những cái cuối là quá là ok nha anh em ơi. Thôi tôi xin tạm dừng video tại đây nha. Chúc anh em chơi cộng thêm được trận chơi thắng lớn nha anh em ơi. Rồi bye bye anh em nhá.